Thưa quý vị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, sáng nay Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố đã đến động viên và khen thưởng cho cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát cơ động về thành tích kịp thời bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Cụ thể, liên tục trong khoảng thời gian giữa tháng 8, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện xử lý 5 vụ việc liên quan đến ma túy, một vụ trộm cắp, một vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nổi bật là việc kịp thời bắt giữ một đối tượng trú phường Hòa Khánh Bắc quận Liên Chiểu khi chuẩn bị thực hiện giao dịch ma túy với một con nghiện, thu giữ 10 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, phòng cảnh sát cơ động phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện thêm 344 viên hồng phiến. Đại tá Phan Văn Dũng mong muốn phòng cảnh sát cơ động cần phát huy những ưu điểm, chủ động nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, đảm bảo tốt các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới.